Rồi, xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn nha. Đầu video vậy cũng xin chúc sức khỏe các cô chú, các anh chị và các bạn nha, dồi dào sức khỏe. Vượt qua mùa Covid này các bạn ơi, các cô chú anh chị gắng giữ gìn sức khỏe nha. Hôm nay hết chịu đựng nổi rồi, giờ hết tiền mua đồ ăn rồi. Nói chung là tiền bạc cũng cạn kiệt nha các bạn. Mấy tháng trời không làm gì ra tiền nên hết tiền mua đồ ăn rồi. Bữa nay mình lén trốn ra ngoài đặt ra bẫy chuột các bạn ơi. Đây, bữa nay mình có chục cái bẫy nha các bạn. Mình đi đặt bẫy chuột kiếm đồ ăn các bạn ơi. Giờ không còn tiền để mua đồ ăn nữa, tiền thì không còn, mấy tháng nay hết tiền luôn rồi. Bây giờ mình đặt bẫy chuột về có cái ăn, cho con cái nó ăn các bạn ơi. Nói chung là thời buổi này kinh tế ai cũng eo hẹp hết nha các bạn, nhưng mình thì eo hẹp trước. Thôi bây giờ mình cũng đặt mấy cái bẫy chuột này để có cái cho con cái và gia đình mình cũng ngày nào đỡ ngày nấy các bạn ơi, sống ngày nào đỡ ngày nấy chứ giờ biết làm sao giờ. Thôi giờ mình tiếp tục đi đặt bẫy chuột nha các bạn. Đây, cái chỗ này là cái chỗ bữa đó mình đặt nè, nó bị ủi không à các bạn ơi. Nó ủi tùm lum hết nè. Bữa nay mình quyết định mình đi đặt lại nha. Đặt lại cái chỗ này. Đây, đường mòn nó cũng vẫn còn yên nguyên nha các bạn, để mình đặt cho các bạn xem. Bữa nay mình lấy cây mình cắm lại cho cẩn thận nha các bạn ơi, bữa hổm nó ủi không. Lội ra tới đây mệt quá trời nắng, bữa nay trốn đi một bữa các bạn ơi, hết chịu nổi rồi. Các bạn coi nó ủi nè các bạn, nó ủi đường này nè, ủi như heo ủi nha các bạn ơi. Đó, nó ủi rồi nè. Quyết định bữa nay mình xạ chỗ này là ba cái nha các bạn. Đó, ủi quá sao ủi rồi. Đây, cái đầu tiên mình đặt chỗ này nha các bạn ơi, để mình đi bẻ cây mình ghim cho nó kỹ là nha các bạn, để không nó ủi nữa các bạn ơi. Ủi nữa là không được, nó ủi nữa sảy hoài luôn các bạn. Mấy con này giờ nó khôn lắm rồi, mấy con chuột này bây giờ mình phải đặt kỹ là mới được. Quyết định mình phải đặt thêm một cái nữa, làm ba cái ngay đây nha bạn. Bẻ cây đây các bạn coi nó ủi nè. À, nó ủi nè, thứ gì chịu nổi không. Đó, nó ủi nè, cứt nó nè bạn, cứt nó nè, bành kỳ luôn. Rồi để mình đặt cây đây một cái nữa, rồi mình đã quyết định mình đặt chỗ này ba cái là làm nền nha bạn. Đắp đất sình này ta cho nó bóng. Rồi để mình lấy lòng mình đặt các bạn ơi. Đây, giờ mình đặt đây một cái nữa các bạn ơi. Đó, bười quá bười rồi. Nè, để lúa nha các bạn. Đây, để lúa mình cắm mình che là hết rồi nha các bạn. Cái này không ủi được nữa đâu, mình che là hết rồi. Giờ mình để kỹ nha các bạn ơi. Một cái. Mình bẻ nhánh cây này nha các bạn. Cắm lại. Đừng cho nó ủi các bạn ơi. Rồi nó ủi chân. Đây, dài lại. Dài cho cứng luôn nha các bạn. Để lúa các bạn ơi.
Đây là mình gài được 3 cái nha các bạn. Giờ tiếp tục gài kiếm chỗ nữa các bạn ơi. Mòn này các bạn ơi. Mòn này mới cắn cỏ hôm luôn nha các bạn. Mòn quá đã. Quyết định mình đặt đây một cái nữa nha các bạn. Mòn quá đẹp các bạn ơi. Chạy vô đây nè. Cáo luôn. Đặt đây nha các bạn. Mong là em nó tối nay đi đường này. Em nó đi đường này là cái xong nè các bạn ơi. Đó, bây giờ mình móc sình nha các bạn. Khi móc sình mình tha các bạn ơi. Móc sình tha nó mới nhảy nha các bạn. Thì cống này các bạn có sình nha các bạn, tha lên cho nó hôi hôi mùi sình nha các bạn ơi. Hôi mùi sình đó các bạn tha cho nó hôi mùi sình là nó nhạy lắm nha các bạn. Đây sình non nè các bạn, móc lại đây mình tha cho nó hôi mùi sình đó các bạn. Hôi mùi sình nó chạy mạnh lắm bạn ơi. Đây làm bãi như gì này nha các bạn. Đây các bạn ơi, đây một phát nữa nha. Đấy mình bẻ cây mình cắm lại các bạn ơi, để nó ủi tuốt á. Mấy chuột này khôn lắm mày, khôn lắm nha các bạn. Nắng này mệt quá các bạn ơi, đi tối thì sợ, đi chiều thì sợ, sáng cũng sợ. Chưa nắng mình đi nó đỡ nha các bạn. Bây giờ mà lỡ công an có thổi phạt mình cũng không có tiền đóng phạt đâu nha các bạn. Giờ mình đi mình phải trốn gì đây. Bây giờ hết thức ăn rồi, mình phải cũng đi kiếm thôi chứ bây giờ không biết nói gì hơn. Hết thức ăn rồi, hết tiền mua rồi, mình phải đi kiếm thôi. Quá ngon. Rồi mình giờ mình gài được 4 cái nha các bạn. 4 cái rồi, thôi bây giờ mình cũng gác máy đây nha các bạn ơi. Bây giờ quay tới quay lui có nhiều đó các bạn xem cũng chán nha. Mình gác máy ngay đây. Rồi các bạn đừng gài màn hình nha. Để ngày mai mình xem mình thăm mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Mong các bạn chờ ít giây sau. Cảm ơn các bạn. Rồi, xin kính chào tất cả các bạn nha. Giờ 7 giờ kém rồi các bạn ơi. Giờ mình ra thăm bẫy chuột nha các bạn. Không biết sao đây. Thì các bạn theo chân mình thăm nha. Giờ cũng quả quá. Rồi các bạn xem video mình, các bạn chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chia sẻ lên Facebook nha. Các bạn nhớ cho mình một like và một share nha. Một đăng ký kênh nha các bạn. Để mình có động lực làm những video tiếp theo bạn ơi. Ồ đây chùm trái giác nè các bạn. Trái giác này mà các bạn kho cá thì thôi luôn. Kho cá thì quá ngon. Đây giờ bước vô cái đầu tiên. Qua wow, nhét cái bao ở đây không biết đâu rồi, không biết. Bạn ơi. Đây. Các bạn thấy cảnh đồng quê buổi sáng không? Buổi sáng đồng quê quá quá đẹp nha các bạn. Mong sao hết dịch. Đây, cái đầu tiên. Quên đặt đây, ô không chạy luôn các bạn ơi. Khôn quá không vô luôn. Ăn ngoài không. À, các bạn xem nè. Nó ăn lúa ngoài không nè. Trời ơi. Không bước vô. Tới đây nó trở lại. Quá khôn nha các bạn. Cái này khôn quá.
còn nguyên nguyên cái đầu tiên không được may mắn nữa các bạn ơi. Cái đầu tiên hết ham. Ở đây mình đặt có ba cái các bạn, cái này bữa hổm bị ủi không à, bữa nay mình đặt chỗ này ba cái à. Thế tình không may mắn, nhớ hôm qua mình đặt à, đặt đây quên à, đây cái nè bạn ở đâu đây nè. Đây. Dính nè bạn ơi. Nè. Các bạn coi kìa. Đó. Rồi, bữa nay em không có chạy khỏi với anh đâu. Một em cũng được các bạn ơi, quá bự. Kín cái lồng luôn. Quá ngon, quá ngon, quá ngon. Đó. Khù khì để đây đi. Còn khúc ngoài này em nói nghe bà, con cái nói nghe các bạn. Nào ta. Đây rồi, kiếm hoài không gặp bạn ơi. Ôi ơi. Không dính nè bạn ơi. Còn lúa nguyên. Rồi, hai cái ba cái được một con cống nha các bạn. Thì cũng mãn nguyện. Đây. Ba cái được một con cống. Cống ba luôn. À, mình bỏ vô các bạn ơi, tới bên kia mình thăm mình quay với các bạn xem tiếp. Đây, các bạn có nhớ mình xạ chỗ này mấy cái không? Ngày hôm qua mình xạ chỗ này xuống, mình xạ chỗ này ba cái nha các bạn. Để coi coi tình hình thế nào đây. Mình xạ đây là ba cái. Đầu tiên là cái đâu đây nè các bạn ơi. Đây. Cái đầu tiên sập rồi nghe các bạn. Sập rồi. Dính chuột cơm các bạn ơi. Đây, dính chuột cơm bự luôn. Chuột cơm. Ba cái kia hy vọng dính chuột cống nè các bạn. Ba lòng nha. Ba lòng không? Ba lòng không? Trời ơi, chết quá các bạn ơi. Chết quá luôn. Không sập luôn các bạn ơi, gạo kính quá không sập luôn. Ngon ủi như heo nái vậy. Không dính cái, còn đây cái nha các bạn ơi, hy vọng. Trời ơi còn nguyên luôn, họ thua luôn thì chứ ta, họ chết rồi, cái này lỗ quá các bạn. Nhớ cái đường mòn. Ủi gì đây mà không chịu vô là sao? Còn một cái cuối cùng. Không vô nữa là không hiểu con chuột này luôn. Con chuột này nó bự lắm. Mình quýnh cùng đường nó cho không vô. Trời ơi vô con chuột cơm các bạn ơi. Chết rồi. Chuột cống này lại không vô tiếp rồi các bạn ơi. Bữa nay mình gài kỹ quá không chịu vô. Trời ơi rốt cuộc còn có ba cái nữa các bạn, coi nó ủi nè, mới ủi hôm luôn nè, gì đây mà không chịu vô nè, nè mới ủi hôm luôn nha các bạn, kỳ chứ ta. Ồ cái đường ở đây các bạn ơi, đường ở đây. Ơi bảy cái mà có được có ba con hả nghe các bạn ơi, dính chưa được không nữa nữa, còn ba cái nó biết sao đây, để mình thăm tiếp cái nữa các bạn ơi. Chuột cơm, chuột cơm các bạn ơi.
Đường mòn cống mà còn dính chục cơm không. Rồi, ba con, bốn con. Bốn con các bạn. Còn hai cái nữa. Đây cái nữa bạn ơi. Tới rồi. Rồi bật rồi. Bật rồi. Ồ sảy luôn. Ồ ôi. Sau lưng đi tới nữa rồi. Thiệt tình. Đúng hết thời. Rồi, sảy luôn bạn ơi. Rồi. Tới một cái nữa coi sao. Rồi dính rồi bạn ơi. Ồ cơm. Cơm nữa các bạn ơi. Chuột cơm nói chung là bự bự không à nha các bạn. Đây nè. Con nào mấy chằm dàm. Thôi, chục cái cũng được 5 con các bạn ơi. Cũng đủ ăn rồi. Cũng cũng kiếm ăn được một bữa nha các bạn. Chục cái rồi dính được có 5 con rồi các bạn ơi. Xin kết thúc video đây luôn nha các bạn. Các bạn xem video mình nhớ đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ mình nha. Bữa nay chục cái được có 5 con rồi các bạn ơi. 4 con cơm, 1 con cống nha. Thôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha các bạn. Cuối video cũng xin chúc sức khỏe các bạn nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.